Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Nhân ta phải biết luật ta, tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một cái ông khách, ổng sau khi mà ổng tư vấn luật sư xong rồi, vì ông kể dông dài quá cho nên tôi cắt lời. Và sau đó thì tôi cũng đã đưa ra cho ông một cái cơ sở pháp lý, một cái lời tư vấn. Và ông nói với tôi rằng là: luật sư ơi, tôi khổ quá. Tôi bảo với ông rằng là có những cái vụ việc mà một bên đau đầu, một bên thì lại bình thường. Tuy nhiên thông thường và khoảng 90% tất cả những người đi tòa đều là những người phải đau đầu. Tôi bảo ổng chứ, tôi đố chú vậy, chứ phía bên kia, phía phân nguyên đơn họ có đau đầu không? Không. Thật là như vậy đó quý vị và các bạn. Câu chuyện ông kể tôi nghe như thế này quý vị và các bạn ạ. Câu chuyện ông kể tôi như thế này. Ông có một người thân nhờ ông mua giúp một cái quyền sử dụng đất. Và khi người thân đó mua giúp thì họ đã thanh toán toàn bộ cái quyền sử dụng đất này. Và người thân này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sự việc chắc cũng không đến nỗi gì, tại vì người trong một nhà. Tuy nhiên thì vì ông có căn nhà gần cái quyền sử dụng đất mua đó, cho nên ông đã, người này đã nhờ quản lý sử dụng. Và sau này người này nói rằng là thôi, coi được thì bán giúp họ cái quyền sử dụng đất này đi, vì khả năng là cái con đường mà cũng quá xa xôi, họ không thuận tiện trong việc đi lại. Tới đây các bên vẫn thỏa thuận, vẫn đồng ý, vẫn chưa có những cái khó khăn gì hết quý vị và các bạn. Đến khi ông bảo rằng thôi thì bây giờ như thế này, tôi cũng đang có một cái nhu cầu mua lại cái quyền sử dụng đất. Thôi thì bây giờ quý vị bán cho tôi đi. Thì các bên thỏa thuận với cái giá theo quy định 1 tỷ đồng. Ông khách hàng của tôi, ổng đã thanh toán cho bà kia hết 60%. Và bà kia cũng đồng ý với cái giá là 1 tỷ đồng và đã nhận 60%. Câu chuyện nó là như vậy đó quý vị và các bạn. Trước đây tôi cũng có nói cho quý vị và các bạn về cách tính của một khi tranh chấp một cái hợp đồng chuyển nhượng. Và ông bảo với tôi rằng là cái ngày mà hai bên tiếp tục thanh toán cái 40% còn lại thì bà lại đổi ý. Và bà cho rằng bà chỉ ủy quyền trong việc chuyển nhượng mà thôi. Bà chỉ ủy quyền trong cái việc mà giúp một thông tin, một cái giấy tờ nào đó. Thưa quý vị và các bạn, đúng không? Đây là một hình thức mua hợp đồng bằng hợp đồng ủy quyền, đúng như cái topic ban đầu tôi đã đưa ra. Mua bằng hợp đồng ủy quyền. Và khi người mua, người chuyển nhượng, người bán đã làm một cái hợp đồng ủy quyền để chuyển nhượng, để bán một cái quyền sử dụng đất cho ai đó thông qua con đường ủy quyền. Và ông bảo rằng là thông qua cái hợp đồng ủy quyền này, ông cũng đã chuyển luôn qua người khác rồi, tài sản nó không còn. Bây giờ người thân lại khởi kiện, quả là một bài toán đau đầu. Thưa quý vị và các bạn, một cái việc bán chuyển nhượng thông qua một cái hình thức ủy quyền là một cái vấn đề gọi là rất là phổ thông trong cái cuộc sống, do một số tình thâm cho nên họ không có một cái sự cố gắng ràng buộc với nhau bằng giấy tờ, để khi phát sinh tranh chấp thì ông nói gà bà nói vịt. Nguyên đơn khởi kiện cho rằng đây là hợp đồng
ủy quyền, và ông này ông đã định đoạt bằng tài sản, ông đã định đoạt, ông đã mua bán, chuyển nhượng, cầm cố thế chấp mà không có sự đồng ý của bà. Tuy nhiên bị đơn cho rằng bản chất của hợp đồng là hợp đồng chuyển nhượng thông qua cái hợp đồng ủy quyền đó thôi. Và bây giờ cái việc mà phía bên khách hàng của tôi phải còn phải tiếp tục thanh toán cho họ là 40% giá trị tài sản tranh chấp. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này một lần nữa thì tôi muốn thông qua cái video để gửi đến cho quý vị và các bạn một cái thông điệp rằng trong cái việc tranh chấp, các bên không thể ngồi lại với nhau thỏa thuận thì các bên chọn con đường duy nhất là khởi kiện. Và ông bảo với tôi rằng là ông sẽ tiếp tục thanh toán 40% giá trị từ năm 2017. Thì thưa không, việc đó không thể xảy ra được. Khi tòa thụ lý thì tòa sẽ tiếp tục thanh toán tại thời điểm năm 2018. Nhưng một cái câu chuyện này thì tôi cũng nói luôn với quý vị và các bạn rằng đặc biệt là một số anh chị em có một cái nhu cầu hỏi luật sư. Thì thứ nhất là đối với những anh chị em đã mời luật sư rồi thì cũng xin không gọi điện thoại cho luật sư nữa, vì tôi cũng chỉ giống như các anh chị khác thôi. Tôi giúp quý vị và các bạn trong cái khả năng hạn hẹp về thời gian. Chứ đừng có điện thoại hỏi mà so sánh luật sư này, luật sư kia, thì như vậy sẽ là mất đi cơ hội của những người còn lại. Cái vấn đề thứ hai nữa là tôi sẽ không trả lời những cái câu hỏi mang một cái tính chất vu vơ. Ví dụ như hôm có một khách hàng hỏi là chị ơi, bây giờ nộp đơn một cái, đánh một cái đơn khởi kiện, chị ơi, ông A ông vào ông lấy một cái, ông lục lọi cái túi sách, và tôi hỏi có lấy đi gì hay không thì bảo rằng là không. Thì tôi bảo trong trường hợp này thì luật không điều chỉnh, thì lại bảo tôi là trong hiến pháp về quyền con người, quyền gì đó, và lại hỏi. Và có những em sinh viên thì lại nói rằng là chị ơi, em có một cái bài tập em giải không được và em nhờ chị chia thừa kế cho em, thì lúc đó là chị không làm. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta vẫn mở rộng vòng tay với tất cả mọi người từ tất cả các vùng miền trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên khả năng, thời lượng hạn chế cho nên tôi không thể nào mà có thể trả lời tất cả quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn được trả lời là quý vị và các bạn cảm thấy rằng mình đã gọi tần suất nhiều lần cho luật sư và luật sư đã có những cái comment phản hồi lại quý vị và các bạn ạ. Chứ còn nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn trả lời những cái câu hỏi vu vơ rồi yêu cầu luật sư làm thì điều đó là không thể, tại vì luật sư không có thời gian. Thưa quý vị và các bạn, trở lại cái câu chuyện là của vị khách hàng về việc thanh toán phần còn lại của hợp đồng, để cho chúng ta biết được rằng tại thời điểm chúng ta giao dịch năm 2011, giá trị các bên thanh toán đã thanh toán cho nhau, bên bán đã thanh toán 60%, thì đến thời điểm xét xử thì bên bán sẽ được nhận 60%, có thể là 60% theo giá trị quyền sử dụng đất, nhận theo giá trị, hoặc 60% theo tỷ lệ định giá của tòa. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi cũng có một số anh chị em nhà Ý có gửi cái quyền sử dụng đất. Nếu quý vị và các bạn có những cái nhu cầu thì hãy xem ở dưới đường link. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.